Phải chi Ngọc Sơn như người ta biết điều đó thì dễ tính toán với nhau. Con người tôi có cái tự trọng liêm sĩ, gặp mà tự nhiên cái nói chuyện tiền bạc nó ngại, nó kỳ, nó khó chịu, nó không có tự nhiên vô cùng, mở lời không được, cũng không biết bắt từ đâu, nói ở đâu ra nữa, không nói thành tiếng thành lời, mà nghĩ lầm tôi lợi dụng hay tính toán mưu cầu cái gì cho tôi, cũng không phải là như vậy hẳn mà. Nhưng ở cái hoàn cảnh của tôi và Ngọc Sơn hai bên thì cùng giúp nhau, ông nó dính dấp qua lại dây mơ rễ má thì cũng đã có nhau 14 năm trời, là một cái tình người tình bạn tình dân tộc. Thì bây giờ lớn tuổi già yếu hết rồi, tuổi gần đất xa trời, thì là một đôi bạn tốt giúp qua giúp lại, thấy không? Có nhau nương tựa về mặt tinh thần, ông lo lắng cho nhau, là nếu mà Ngọc Sơn muốn mới được. Thì bên đây tôi kẹt thì làm sao? Tôi kẹt nó nằm trong cái dòng luẩn quẩn, tôi cố gắng không dễ sống qua ngày, với cái tiền bệnh tật và cái chỗ ở, cái giới hạn tôi, cuộc sống của tôi bế tắc. Tôi không phải là một người phế nhân, nhưng tôi hầu như là một cái kiếp người phế nhân, nó ràng buộc tôi trong cái dòng luẩn quẩn vì nghèo, không ngóc đầu lên, không một ai giúp. Tôi không có may mắn nhờ được gia đình bất hạnh đơn chiếc, làm gì mà tôi có phước phần mà nhờ ai. Không phải chi mà con người của Ngọc Sơn sống biết thoát ra để mà có nhau thì nó dễ dàng cho hai bên, không giúp qua giúp lại. Nhưng mà người hồi xưa và Ngọc Sơn chỉ muốn một mình ích kỷ, không nên cái gì tôi cũng một mình tự biên tự diệt, đâu có được đâu cái gì. Mà người ta tự tôi tự xước tự phong mà tự tự làm những cái trò này trò kia, rồi tự tôi tầm bậy tầm bạ coi tôi không ra gì. Mà thực tế tôi người đàng hoàng, tôi đâu có mưu cầu cái gì bậy bạ đâu, thấy không? Bây giờ kẹt cứng như vậy làm sao đây, nó khổ tâm vô cùng luôn, không biết làm sao, bực mình lắm. Nó nằm vào một cái thế như tôi chết không xong, sống không bình thường được, về Việt Nam không xong mà ở cũng không ra người ra thú được, bực mình vô cùng luôn, khó chịu, đau lòng tột luôn. Tôi mệt đi mấy năm nay và bây giờ tôi đau lòng nhất. Không, bây giờ cái cảnh tôi ở đây bế xúc ngay cửa sổ mà em không được vô nhà, tôi ra cũng có mà em vô cũng không được, tôi trả phòng cũng không xong, tôi về Việt Nam không dễ, tôi ở không xong, mua một cái chỗ ở rẻ quá thì dính chùm lại. Không, với người ta giấy tờ thì nó cũng không an toàn, cũng không dễ.
như ăn mài vậy đó. Chán. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, gặp người khác nhảy lầu đâm đầu ra không cho nó xong hết kiếp người, mệt tiệt. Nó dồn vô một cái thế trầm cảm bế tắc, nó dồn không con đường, nó tuyệt vọng thất vọng, nó không còn. Có những cái tôi không muốn ở đây kể cho quý vị nghe đâu. Mấy bữa trước tôi gặp Ngọc Sơn ngồi đó, cái nick xài chung với người khác chửi tôi xúc phạm, nó dồn nét làm nhục tôi, rất là đau lòng, rất là phiền tôi. Thấy không, với cái tự trọng tự ái của tôi nó tất công cái vô tôi đang á, những chuyện trong nhà nó đủ thứ á. Tôi sống tôi tình cảm à, quý vị, tôi nặng nợ nặng tình mà tôi mới bị ảnh hưởng tâm lý ở đây. Rồi để tôi ngưng cái audio này nha, làm công chuyện chút.